Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay là ngày 7 tây tháng 8. Thì ngày hôm qua là show của Sang ngày 6 tháng 8, show Trường Sa Acoustic tại phòng trà Ship Lao. Và đến ngày hôm nay mới thực sự là có thời gian ngồi mà khui hết tất cả những món quà của tất cả quý vị đã gửi tặng cho Sang. Bây giờ là mình đây. Bây giờ là đây là bó hoa, hoa tiền. À, rất là dễ thương của một chị khán giả tặng trong show Nhớ Nhung. Còn nhiều hoa tươi nữa, nhưng mà tại vì hoa tươi thì mọi người biết là nó không có để được lâu á, cho nên là Jay đã phải bỏ đi rất là nhiều rồi. Đây là bó hoa hôm qua, hoa giấy. Đây nữa. Rồi. Ở đây có một bó hoa sáp nè, Sao thấy nó có đèn nữa, xin nhớ là hôm qua nó có đèn nữa, để xin coi coi nó có cái công tắc đèn bật lên trong nháy rất là đẹp. Đây đây đó. Rồi thấy không, xịn, cảm ơn bạn nhiều. À, như của bạn bạn An Vi tặng cho mình. Đây, ôi trời ơi. À, đây là bó hoa của cô Diễm xưa ở Cali, thương tặng con trai Trường Sang. Một bó hoa tiền rất là to. Con cảm ơn cô nhiều. Rồi, bây giờ là mình cua tới hộp quà nha. Đi đây. Một đôi Nike. Có giày mới mang rồi. Đây là vàng mọi người ạ. À, vàng của cô khán giả tặng. Coi. Qua sang bỏ chung vô. Sang bỏ chung vô hết luôn. Cộng này là của sợi này. Sợi này là của show ngày 22 tháng 7, show của Một Chữ Tình. Ở đây đi. Rồi. Còn đây là tối hôm qua. Tối hôm qua có một cô khán giả ở nước ngoài tặng cho Sang. Rất là đẹp. Có hình cái này gọi là cái gì ta, cái mũi neo rất là đẹp luôn, hai sợi. Trời ơi, tặng vàng nữa. Đây đi. Đây, đây là cái gì vậy? Wow, cái này là Sang có thể cài lên trên áo vest được nè. Xem cài lên trên áo vest để đem để mình đi hát á đó. Đó, đây là những cái móc khoác ở trên áo vest á để mình đi hát. Nó có bốn cái hình vương miện nè, hình nốt nhạc nè, hình hoa, không, hoa này hoa cúc, hoa mai ta, hoa mai, rồi hình con hươu nữa. Này sẽ cài lên áo. Đây, đây là đồng hồ hiệu Bulova. Ôi đẹp quá nè, xuất sắc luôn. Nike, lại một chiếc hộp Nike nữa. Vậy là có giày may nữa rồi. Hay đôi, hay đôi, hay đôi. Một chiếc áo màu đỏ dành cho cặp đôi màu đỏ, dễ thương. Hình như là của cô khán giả ở
ở Bến Tre, ở Đồng Nai, Định Quán gì sang nhớ không lầm là như vậy. Cảm ơn cô, con cảm ơn cô nhiều. Wow, vô thơm. Đen 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 Chanel Blue. Đây là quà của một cô khán giả ở Mỹ tặng cho Sang. Thơm quá. Còn gì trong này không? Cái này là logo hả ta? Nó có mấy cái logo hình cái chai dầu thơm Chanel Blue nè. Thơm lắm, rất là thơm. Cái này như như là giấy thơm vậy ta. Trời, mình khui tiếp nha, unboxing tiếp nha. Bánh trung thu, bánh trung thu 4 cái. Trời ơi, chuyến này lại lên ký nữa rồi, vừa xuống ký rồi lại lên ký. Đây là gì đây? Đây là để mình lấy con dao cần. Đây đây, ta kéo đi, khui đi. Livingstone. Ôi ơi, dữ luôn. Đen. Ôi đẹp quá. Đen sao vậy? Đen dày hả? Ồ, đẹp quá nè. Hình như này, cái này là quà của chị Thuyền. Chị Thuyền tặng cho Sang. Sao? Đây. Không mở ra. Đây có cái, nó có một cái phiếu, chắc là một thư cảm ơn hay gì đó. Trời, đẹp quá. Cái này là Sang có thể đựng được rất là nhiều đồ, ví dụ khi đi diễn á, mình đựng điện thoại nè, mình đựng đồ nè. Em cảm ơn chị Thuyền, nhớ không lầm là của chị Thuyền tặng thì phải. Louis Vuitton. Rồi, bỏ vô. Bây giờ là tới đây. Một cái áo sơ mi trắng. Cô Tươi tặng cho con Trường Sen. Đây là áo của cô Tươi tặng. Đây là của cô Tươi luôn. Tại vì mọi người tặng Sen á, xong rồi cái Sen để chung 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 lại với nhau á, thì chưa bây giờ thực sự là không có nhớ rõ là của ai hết. Đây đây là cái túi mà Sen để chung cho mọi người hết đây đó. Một chiếc áo sơ mi màu hồng, một chiếc áo sơ mi màu hột gà rất là dễ thương. Sen có một bộ vest hột gà giống vậy, mình có thể phối với nhau mặc đó. Một cái sơ mi đen, 1, 2, 3, 4, 5 cái áo rồi. Đây là một chiếc quần tây, một chiếc quần tây đen nữa. Trời ơi, ấy đây của cô Tươi nữa nè. Quá trời, thấy chưa, đã hết rồi. Đây đi.
Đây là quà của cô Thủy. Ồ, có địa chỉ nhà, có phường, số Zalo luôn nữa. Quà lại một chiếc áo nữa, một chiếc áo sơ mi nữa, màu này màu đậm hơn cái màu hồi nãy, màu màu vàng nhưng mà đậm hơn. Đây đây ý, nó có cái gì nè? À, của Kala Spa. Voucher, hai cái voucher. Vậy là có voucher để đi làm đẹp rồi, đi chăm sóc da mặt. Phú Nhuận rồi, mình tại đây đi. Của đây là quà của cô Diệu Hương, cô Diệu Hương tặng cho Sang trong show tối hôm qua. Ôi lại trùng màu rồi. Hai chiếc áo màu hồng, nhưng một cái đậm đậm hơn, một cái nhạt hơn. Vậy là hồi nãy giờ chúng ta có mấy cái áo rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái áo sơ mi rồi. Trời. Đây. Đây là gì đây? Ui, nặng thế. Mấy cái gói, đây là cái gói massage, gói massage cổ vai gáy. Tại vì hình như hôm trước Sang nhớ có hôm nào Sang nói là Sang bị nhức người á, bị nhức cổ nhức vai á. Ôi mới tinh luôn nè, cái này mình nằm sao ta, mình nằm về hả? Có dây sạc nè, phụ kiện nè. Có hướng dẫn sử dụng nữa nè. Không nhớ là của chị nào tặng ta. Đây là của chị Ngọc. Của chị Ngọc nè. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vậy là tối nay ngủ là có một giấc ngủ ngon rồi nè. Tối nay có gói massage rồi, sẽ không còn lo nhức mỏi nữa. Già rồi để nhức mỏi. Rồi đây sau lưng, đây là quà của một cô cũng ở Mỹ luôn, cũng ở Cali, gửi tặng cho Sang. Hôm rồi Sang có khui ra Sang xem, nhưng mà khui ra coi đủ đồ không chứ cũng chưa có lấy ra xài nữa, nên là bây giờ mình ngày hôm nay mới có cơ hội quay clip thì mình khui luôn. Trời ơi, đồ ăn hộp. Cái này là hình như là mình ăn với hamburger, ăn với nui nữa nè. Sang thấy có nui nè, cái này hình như ở Việt Nam mình cũng có bán nè. Một chiếc bóp của hiệu Cót. Wow, hiệu Cót. Một chai xịt tóc, tại vì Sang đi hái đó, Sang hay xịt keo á, xịt tóc lắm, cho nên là chắc là cô biết là Sang hay dùng á. Sang rất là thích cái mùi này, thơm lắm, rất là thơm. Nó với lại nó có cái dưỡng tóc nữa, nó xài cái này nó không có bị hư hại tóc nhiều. Gillette cạo râu. Cái này là dư nè, tại vì Sang xài cái máy cạo râu của chú Quỳnh á, chú Quỳnh tặng cho Sang, cho nên là nhiều khi cũng ít xài tới cái bọt này. Một chai dầu thơm hiệu là không biết hiệu gì nữa. Không có biết hiệu này hiệu gì nữa, nhưng mà
Thơm á, rất là thơm. Thơm quá. Đây, trong đây còn gì nữa đây? Ồ, bạn chạy đánh răng. Cô rất là tỉ mỉ nha. Ồ, kem đánh răng nữa nè. Bạn chạy đánh răng, kem đánh răng. Rồi đây đây đây, mày xem bên đây. Đây, khăn nữa. Chuẩn bị cả khăn để lau mặt luôn. Chà, quá trời chu đáo rồi. Con cảm ơn cô nhiều lắm luôn. Ôi, cái gì đây? Đồ. Đây là áo. Hình như đây là áo khoác. Nó nguyên một bộ nè. Cô nói là cô tặng cho Sang cái này để Sang mỗi lần mà đi bay á, đi phi trường á, Sang sẽ mặc để cho nó dễ, nó mát mẻ và nó thoải mái. Để coi. Adidas. Ôi. Adidas nè. Đây là một bộ Adidas. Giải mát lắm mọi người. Wow. Cái này là cô hình như chú Quỳnh có một bộ giống như thế này. Vậy là chiếc này là hai chú cháu có đồ cướp bộ với nhau rồi. Hai chú cháu mặc đồ giống nhau rồi. Rồi. Hết rồi. Đó. Vậy thôi bây giờ mình bỏ vô. Để một lát mình treo lên. Ok. Vậy là clip khu quả của Sang đến đây là xong rồi. Rất là cảm ơn tất cả những cái tình cảm thân thương của quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương Sang, luôn luôn ủng hộ cho Sang và lúc nào cũng tặng quà cho Sang hết. Trời ơi, không cái này thì cái kia. Rồi ngoài những cái hoa quà ở đây ra thì còn hả, tặng trái cây nè, tặng bưởi nè, tặng bánh nè, rồi sen đá nè, rất 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 là nhiều quà luôn. Phải nói là những cái tình cảm rất là chân quý mà quý vị đã dành cho Sang, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn dành thời gian quý báu ra để đến những cái đêm nhạc của Sang và nghe Sang hát, cũng như là ủng hộ cho Sang trên mọi bước đường nghệ thuật của mình. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hy vọng là một ngày gần nhất đây Sang sẽ có thêm một đêm nhạc nữa để có thể phục vụ tất cả quý vị và có thể tri ân với những cái tình cảm chân quý này. Và Sang sẽ từ từ mỗi show diễn Sang sẽ mặc một cái để cho quý vị thấy được là Sang luôn trân trọng những cái món quà của quý vị dành tặng cho Sang. Cảm ơn rất là nhiều. Đối với Sang là có được như thế này là đã rất là vinh hạnh rồi. Tại vì Sang không nghĩ là một ngày nào đó sẽ được quý vị yêu thương, sẽ được quý vị theo dõi. Cũng như là cảm ơn quý vị đã luôn luôn ở bên cạnh Sang, luôn luôn động viên Sang và giúp Sang vượt qua khó khăn. Ngày hôm qua đã có một đêm nhạc rất là ấm cúng tại Ship Lao. Và full luôn nha, full vé và vé online cũng khá ổn, cho nên là đêm nhạc cũng diễn ra rất là thành công và suôn sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để đến với đêm nhạc của Sang, cũng như là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra để xem video này. Thì ngày hôm nay là rảnh cho nên là mới ngồi khui hết tất cả quà của mọi người gửi tặng cho Sang từ hổm giờ, mà sẽ không có thời gian tại vì cái công việc mình cứ tới tấp, hôm nay đi hát chỗ này, ngày mai đi hát chỗ kia, ngày tới đi thu âm, ngày nọ đi quay phim, không có ngày nào để rảnh mà ngồi mình khui hết được. Cho nên là Sang thì Sang sợ là mình khui món này mình không khui món kia thì thành ra mọi người sẽ buồn, cho nên là Sang chờ một cái hôm nào đó rảnh Sang sẽ khui hết tất cả mọi thứ luôn để cho mọi người vui. Và còn nhiều hoa lắm, rất rất nhiều hoa. Thậm chí là có Sang đã bỏ đi cũng phải gần 20 mấy 30 bó rồi. Tại vì hoa tươi á, cho nên là không có bảo quản được lâu thì Sang cũng phải chịu thôi. Tại vì để nó bị úa đi, cái nó hôi nhà, cho nên là Sang phải đem bỏ. Thì chứ nếu không là hoa nhiều lắm.
cho nên là có hoa nào của cô chú anh chị nào tặng cho Sang mà không có ở đây thì mong cô chú anh chị đừng có buồn nha và đừng có giận Sang. Hy vọng là những cái show sau nữa khi mà có hoa Sang sẽ cố gắng quay clip cũng như là chụp hình liền để up, để post lên Facebook cũng như là YouTube để cho quý vị có thể xem và thấy được cái món quà, những cái bó hoa của vị đã được Sang mang về nhà và Sang rất là trân quý. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp quý vị trong cái vlog sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau tại chùa Long Hòa nha, ở tỉnh Long An. Mùa Vu Lan tới rồi thì sẽ cũng tích cực đi diễn cho các chùa nhiều hơn, mình hát cúng dường cho chùa để mình cúng dường chư Phật và mình tích được cho mình cái những cái đức tốt. Thì chúc cho Sen xin chúc cho tất cả quý vị sẽ có một mùa Vu Lan thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.